Bộ Y tế đã cho phép công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu ngay 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc chất lượng vaccine nhập khẩu để đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích an toàn, hiệu quả. Hiện vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca đã được cấp phép lưu hành một năm hoặc nhập khẩu có điều kiện tại Philippines, Thái Lan, Anh và một số quốc gia khác. Dự kiến đến ngày 28 tháng 2 này, lô vaccine đầu tiên sẽ về đến Việt Nam. Cùng với đó có hơn 4 triệu liều vaccine của COVAX. Facility cũng dự kiến về đến Việt Nam vào cuối tháng này. Như vậy, chúng ta có khoảng hơn 5 triệu liều vaccine để tiêm mũi thứ nhất dự kiến trong tháng 3 tới.